Nguồn gốc, ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10. Đây là một dịp lễ đặc biệt của riêng Việt Nam, tổ chức nhằm tôn vinh người phụ nữ, được diễn ra vào ngày 20 tháng 10 dương lịch hàng năm. Vì thế mà ngày này được gọi với tên Ngày Phụ nữ Việt Nam. Trong dịp lễ này, các bà, các mẹ, các chị và các em được mọi người bày tỏ sự quan tâm, tôn vinh, động viên dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng phổ biến nhất là tặng hoa, mừng thiệp kèm những lời chúc ý nghĩa. Về nguồn gốc của Ngày Phụ nữ Việt Nam, sau khi kết thúc buổi họp trong Đảng Cộng sản Việt Nam về phụ nữ vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, thì Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam được chính thức được thành lập. Để đánh dấu và kỷ niệm cho sự kiện này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất và quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng coi đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Từ đó lấy tên là Ngày Phụ nữ Việt Nam. Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam sau đó được đổi tên thành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Có một điều đặc biệt là trước những năm 1975 thì tại miền Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam là ngày tưởng niệm Hai Bà Trưng và ngày đó được tổ chức vào ngày 6 tháng 2. Sau đó, khi thống nhất hai miền Nam Bắc thì Ngày Phụ nữ Việt Nam được chọn là ngày 20 tháng 10 dương lịch hàng năm chung cho cả hai miền Bắc và Nam cho tới ngày hôm nay. Về ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam, như đã phân tích về nguồn gốc của ngày này ở trên thì Ngày Phụ nữ Việt Nam mang hai ý nghĩa lớn là ý nghĩa về mặt động viên và ý nghĩa về mặt tôn vinh đối với phụ nữ. Tuy có khác nhau về giai đoạn trước năm 1975 đối với miền Nam và sau năm 1930 đối với miền Bắc, nhưng đều hướng tới hai ý nghĩa lớn đó. Về các hoạt động liên quan đến ngày lễ này, các hoạt động chủ yếu đối với bạn bè, người thân thì tặng hoa, mừng thiệp kèm những lời chúc ý nghĩa. Với các công ty, doanh nghiệp thì tặng quà kèm thiệp mừng và lời chúc. Với các nhà hàng hoặc các dịch vụ thì khuyến mãi, giảm giá, tổ chức các show diễn về phụ nữ. Đã có nhiều các hoạt động lớn diễn ra như năm 1984 mở cửa Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995 mở cửa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội. Ngày 20 tháng 10 năm 2007 mở riêng một kênh truyền hình lớn đầu tiên dành cho phụ nữ trên hệ thống truyền hình cáp HTVC và đặt tên là kênh HTVC Phụ nữ. Ngày 20 tháng 10 năm 2008, một buổi hội thảo lớn mang tên Hội thảo khu vực ASEAN về pháp luật phòng chống bạo hành gia đình do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp tổ chức nhằm bảo vệ quyền bình đẳng của người phụ nữ. Và còn rất nhiều các hình thức khác được tổ chức nhằm chúc mừng, tôn vinh và động viên chị em phụ nữ trong ngày này được diễn ra trên khắp cả nước Việt Nam của chúng ta. Bên cạnh đó cũng đã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn, đạo diễn với những tác phẩm hay và ý nghĩa nói về người phụ nữ Việt Nam nhằm động viên, tôn vinh người hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Trên đây là những thông tin cơ bản, khái quát về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 mà Enterline thu lượm và cảm nhận được từ chính cuộc sống hàng ngày cùng với những nguồn thông tin được cập nhật mới nhất, xin được chia sẻ tới tất cả những người bạn của Enterline. Enterline cũng xin gửi lời chúc chân thành tới các bà, các mẹ, các chị, các em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, mắt luôn tươi, miệng luôn cười, được muôn người yêu kính. Hãy cùng Enterline gửi lời chúc chân thành tới những người thân, những người bạn bên cạnh của chúng ta nhé. Và đừng quên để lại những cảm nhận hoặc những thông tin thêm để hoàn thiện hơn những trải nghiệm cùng nhau nhé các bạn. Chân thành kính chúc mọi điều tốt nhất và hẹn gặp lại tất cả các bạn.